Bếp lửa hồng. Một con cho hai hàng đủ ăn rồi, biết gì lấy cơm không thôi được hả? Cá này nó bé hơn cá trong bờ nè. Than này sống mà. Rồi em nướng gì ăn mới ngon. Ồ, hai người xem mày. Thiệt nó kêu nó vô con cá ta. Hả? Nó được chắc được về nhà lỗ tiền dầu. Hay gì đó. Được đó, được đó. Đầu tháng cỡ mùng 5, mùng 6 âm lịch là khả năng có cá cao hơn bây giờ. Bây giờ là đi giải trí thôi. Nướng mực ăn luôn rồi, nghỉ câu rồi. Nướng mực mà được con cá bự cơ. Hai lạng à. Đủ hai thằng ăn. Ăn cá không, không có cơm. Đầu tháng VinGroup là lãnh lương 31 là đầu tháng là đúng bài luôn. Rồi, bắt đầu bỏ lửa lên, bỏ cá lên. À, cá còn nhúc nhích luôn. Ây da. Ây da. Cụ. Cá con nữa coi. Hay mình nướng hết mẹ luôn ta. Trời. Mình nướng lỡ cá mình không có mồi ha. Hai con đỡ đó ha. Mồi tàn nãy rồi lấy ra nữa. Ừ, ở đây còn con nữa nè. Cá người thì ăn mồi tàn, cá thì ăn mồi nguyên. À, bảo mấy đứa đi em, gom cỡ 5-6 người gì đó, mua theo tôm, trái cây là được, một canh rượu. Chính rồi đó. Kiếm hũ mua ớt này. À, ăn vừa sống gì đó, cá còn ngáp mà mực thì đã chín. Thơm chưa? Nó nãy giờ bị nghẹt mũi không có biết chín hay là chưa. Ờ, cá còn nửa bên chín nửa bên sống nè. Nó nhảy ra. Cá này ăn nhức nách luôn. À, hết muối kia hả? Kia đâu, có đem chỗ không? Đây cái chén này. Lấy một cái ra đây nè. Xử thôi, xử thôi. Có ai xử không? Cả nhà. Ô, Văn Thiện. Đũa đâu, đũa đâu. Ăn bóc luôn hả? Hả? Hỏi ăn đũa đâu, cái này bóc được rồi. Này chín rồi nè. Hay là nướng hết mẹ luôn, chạy kéo này chạy về luôn. Lại gì đâu. Làm điện thoại tôi, anh cứ cái đầu mực ra. Chùi vô quần là xong ngay. Để bỏ mặt luôn đi. Ăn cái mặt đen xì ăn. Đó. Đẹp quá rồi. Nãy phải dính con thêm con kia nữa rồi. Nãy dính con kia nữa rồi. Hồi nãy mình đẩy hết hai con.
Để bây giờ mình sẽ mực mình nướng ăn. Nó của em những dạng. Đưa đây, đưa đây, đưa. Chín gạn mà làm bộ mày xả xả kéo cho nó giống cá. Chín gạn này coi dần vô dây chín gạn này. Hello, Ellie. Vui có hai anh em mà anh ơi, buồn lắm, nướng mực ăn đỡ cho hết buồn. Đói muốn xỉu rồi, 4 giờ chiều tới giờ chưa ăn gì. Lấy mồi của cá ăn luôn nè. Mồi tàn này ăn ngon lắm mà, coi chừng dây nó búng vô lần. Để bả đi một chút gỡ, gỡ về luôn. Đói bụng rồi, về ngủ sớm mai làm. Chắc nướng mẻ hết luôn đi cô ơi. Ừ, bước luôn đi. Nghèo rồi sợ gì nữa. Bốn con luôn. Quá rồi. Gót gót muối ra. Muối ra cho bà con thèm chơi. Có ai ăn, có ai từ Sài Gòn qua Phú Quốc à, ăn mực không ta? Ai cho em ăn quá gì? xuống đi, kêu chị Quyền chở xuống. Rồi ăn được rồi cô, xé ra ăn đi, xé ra, xé ra. Xé ra khoanh khoanh, lấy con này chín trước nè. Xé tay nè. Xuống bể thơm đi, chở ra biển cho ăn. Thôi cái kéo nó dơ này, cầm đây anh xé cho. Còn dính cá mà dính gạn ghê nè. Đừng dùng điện thoại xuống nha. Nhà mình đó mọi người. Thấy đèn xanh xanh không? Đèn xanh xanh là khu resort local beach. Beach sợ. Đèn vàng là kế nhà đó. Quay 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 cảnh cắt mực rồi cô ơi. Cho người ta chảy nước miếng chơi. Ăn mực gì mới ngon. Con này mình khỏi lấy mật, mình nướng cả mật luôn đi. Rồi còn nhiều sự hết. Có ai coi ai coi cách này không? Rồi cái dĩa đâu ta? Ê rồi ăn được rồi cô ơi, đưa thợ này ăn đi. Xử cá cả nhà ơi, ăn cá bà con ơi. Ui ui quá ngon. Đúng rồi, câu đêm, câu đêm mà tình hình là lỗ 100.000 tiền dầu với 100.000 tiền mực. Xé từng khoanh thôi.
chân nè. Duy Nguyễn ốp 4 ngày đi. Bao trọn gói luôn, miễn phí từ A đến Z luôn. Ngon ngon. Ngon chưa? Nó đói bụng quá mà không ngon thì được. Cái này quay cái mỏ đen thui vô nữa mới. Khác vậy. Quá ngon. Ăn cái tài thi gớm. Đi câu quá nhanh đi. Người ta đi quán ăn còn nhiều hơn nữa, mình có tốn mấy ngàn dầu à. Ăn mực này giảm được cân nè, eo ly. Gấp này. Để nướng gió gắt khác đi. Chưa. Lấy đũa đi ăn cá. Đầu tháng đi là hợp lý luôn, mùng 6 chăn bắt đầu có làm êm luôn á. Lãnh lương 31 đầu mùng 6 chắc cũng còn á. Đợi nhóc lớn lớn à. Còn bú đi được luôn Ngọc ơi. Con này chín chưa? Chín nè. Cầm cầm điện thoại anh ngắt cái đầu nữa kìa. Quá phê. Rồi. Tình hình lỗ dầu chắc luôn. Ồ, ăn cái này giảm cân lắm luôn á. Không có muối lấy chấm muối trái cây luôn. Khóc à. Dương Đông bãi thơm 26 cây. Nhìn bên trái. Đúng rồi, yêu nghề. Xịt côn trùng có chết em nào chưa? Để lấy mặt này ra. Mày chút muốn ăn ăn à. Rồi để ra ngoài cho nó có ngồi bớt rồi ăn. Chết luôn rồi. Chọc thèm người ta. Ăn cá đi. Ăn cá mọi người. Cái này phải có muối ớt kia kìa. Này phải có cơm nguội là ngon ha, mình không chịu không đem. Thịt cá này ngon. Cá này gốc ném này ngon mà. Nó ăn đũa nằm ngang không à. Còn cất gì nữa lại. Cái đầu này còn sống nè, ăn mấy xước nè. Quá ngon, chấm ớt. Có thằng em 18 tuổi giỏi cho nè. Đi Phú Quốc đi Khoa ơi. Đem theo một bao rau là đủ đi một chuyến này đó.
cái này hơi sống mà. Để bà ăn về ói sao. Hơi sống mà. Cá này ngon hơn cá kia không? Bữa nào mà dính con hoàng bạc nữa ký mình nướng ăn luôn. Chúng quá ngon. Ăn đổ nghiêng không mà chết luôn à. Quá ngon, quá ngon. Cái này mà có rau của Sóc Trăng nữa thì ngon. Đó. Snapple small nè. Khác luôn nè. Khác luôn hả? Ăn đi, ăn đi. Ăn đi thằng cái. Hai con à, không tới hai con. Đi đi, có chỗ ở miễn phí, ăn xong đồ sống phải ói chứ sao. Có hai anh em mà ăn muốn chết luôn rồi, hơn nửa ký mực. Ồ, cái con này còn nguyên mật luôn, đen thui luôn, ăn nhìn cái mỏ đã lắm mà. Đó. Anh em đây 18 tuổi. 18 còn đây 81. Không được đâu. Cá dính con nữa rồi cung. Không dính là về luôn á, hết mồi rồi. Hồi nãy giờ quên chấm con trời. Này phải có 1 ký nữa nướng ăn không đủ. Ký bán có bao nhiêu tiền? 200 ngàn ăn mẹ. Quá ngon. Ăn mình ơi luôn à. Ui ui con cá này. Ăn cái phi lê này ngon nè. Chấm ớt nè. Chết rồi. Nó hai con này chắc xử luôn quá cô. Cá ngoan sao vậy? Mắc cái đầu uống. Nước chảy ra nguyên luôn đâu. Không, quất mẹ luôn đi. Trời gì nữa. Đang cầm anh xé con này ra. Ăn rồi, no rồi, cuốn em rồi. Ngày mai. Rồi. Rồi không ăn coi nữa, chắc mình nghỉ quay quay thôi, người ta chửi chết. Kết thúc đi.